khỏe, giữ hạnh với trí tuệ hơn. Nó còn giải quyết con đường, đó là đưa cái con đường cho mọi người học tập để đưa đến cái đời sống đạo đức, phạm hạnh với trí tuệ. Nhưng ngày xưa Đức Thế Tôn con người chưa tham trước khi là lúa là không cần phải trồng gặt buổi sáng hay buổi chiều vào. Đúng không có trấu ra gạt để về nấu ăn thôi, lấy ăn thôi. Từ nó lấy bao nhiêu cũng không hết được hết à. Nó ưu đãi cái gì cũng đầy đủ hết rồi, nhưng mà do tham sân si rồi cũng không mất đi. Lúc mà thẳng thì có 8 cái khổ: sanh già bệnh chết, cầu quán ái tăng khổ, ái biệt ly khổ, còn bất đắc khổ, bóng trí thành khổ. 8 cái đó thì đã hiển nhiên rồi, có cái sanh, sự già, sự chết đều là khổ thì mình đã thấy đó. Con cũng mong mọi người từ cái chỗ mà con đi họ hiểu thế nào về cha, về bạn, coi ông này là như thế nào, ông này tu hành gì, pháp môn gì, cây ba cái gì rồi ông họ ra lên rồi họ mới tìm được kinh sách, họ nghe, họ mới nghe được các cái hành rồi họ mới hiểu được kinh sách, thông qua đó thì cũng giúp cho họ biết được về Phật pháp.